เป็นแฟนกันเฮ้ยคอนมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยทำไมอะแม่ตัวเชื่อตัวเชื่อแล้วทำไมพอทุกคนรู้ความจริงตอนนี้ละ mình đã xem một cái spoiler ấy và nó rất kiểu là đại loại là mình không biết là nó sẽ có tập này hay tập sau hay là tức là nó một cái cảnh bị leak ấy và mình cảm thấy maybe cảnh đấy cũng có thể là không có thật nhưng mà mình nghĩ là sẽ có, nó là một cảnh có Pran ấy và nó rất là thế nên là chúng ta sẽ phải chờ ấy và phim sẽ dẫn chúng ta đến đâu thì chúng ta sẽ đi đến đấy các bạn ạ. Ok, tập 10, let's go. Làm gì? Dạ, vừa nhầm phòng. Ok. Ok, nó kiểu cũng giống kiểu Pran nhỉ. Nó sẽ không thể đối diện trực tiếp ngay được. Mần mà thằng mày. Khi họ sẽ không thì có đây. Ê, bọn ơi, mày mắng, con này không dễ đâu cưng ơi. Khó cho bơ bơ ngay bà ạ. Bà ไม่เป็นไรป่ะคือตอนที่มันมีเรื่องกันน่ะมันมีปืนเถื่อนที่เกิดเหตุแล้วตำรวจเขาก็คิดว่าเป็นของพัทนี่เพื่อนปาเนี่ยมีหลักฐานกล้องวงจรปิดอ่ะที่เอามาช่วยพัทอ่ะมันเนี่ยนะช่วยว่าซาซูกิริชมันก็คือ gì nhỉ ซึ่งชักปาต้องไป nói dối về cái vết thương ha chứ ví dụ như là nếu mà Pat nói thật là cái vết thương mà do súng tạo ra thì ông bà ấy nó phải kiểu surprise hơn chứ nhỉ? Chứ không thể nào mà kiểu bình tĩnh như thế này. Như kiểu là what? Dùng súng đánh nhau là một cái tiêu chuẩn của xã hội ấy. No. Kiểu như là sao cậu lại dùng kem dưỡng ẩm của mình vậy? Cậu đã hỏi ý kiến. Mình sẽ bắn cậu và mình đéo bao giờ trượt. Chắc chắn là Pat nó đã nói dối về cái vết thương này. Thì ông bà ấy mới bình tĩnh này được. Dòng xác của má. Siêu lắm. Thấy đừng nhích gần được tí thích thích à? Nhưng mà gì nhỉ? Chúng ta tập này sẽ biết được nguyên nhân chính của hai gia đình đúng không? Chọn còn đấy bà. Oh my god. Nói chung là nói chung mình thấy là mẹ Pat và bố của Pran nó không có trong cái bức tranh này lắm. Tại vì yeah, ông bà ấy có vẻ chứ còn vấn đề là ở đây là bố Pat và mẹ của Pran thôi. Có chuyện gì thì chúng ta จริงแต่ตั้งแต่เกิดมากูไม่เคยเห็นป้ากูเป็นแบบนี้เลยเว้ยไม่ชินจับโอเคเดี๋ยวอย่างนี้ก็คงเยอะเลยดอกกึ่งเรื่องนี้อาจจะทำให้บ้านเราสองบ้านเลิกตีกันไปเลยก็ได้แม่ถ้าเรื่องแค่นี้นะทำให้บ้านมึงกับบ้านกูเลิกทะเลาะกันได้นะแม่ทำได้ไปนานแล้วมึงลองหาเรื่องให้กูมาช่วยมึงบ้างไหมเดี๋ยวป้ามึงจะใจอ่อนนะยกลูกชายให้กูนะก็ไม่เยอะเท่าดอกกึ่งเลยOh my god. Ôi, đừng nói mẹ nó ra. Nghe mà đi. Này bác, mẹ hay mà tao mày kìm thao à? Không có nghe. Đây à? Đại loại là gì nhở? Đại loại là gì? Vấn đề ở đây là mẹ Pran và bố Pat thôi. Chúng ta vấn đề gì thì chúng ta chưa rõ được trực tiếp đúng không? Chắc phải có một cái vấn đề gì giữa hai anh chị ý chứ đúng không? Tại vì ý mình không phải là về vấn đề sex. Maybe hình như là mình thấy ba nó cũng hơi giống, có nét giống mẹ Pran sao nhỉ? Đùa thôi chứ thực sự là cùng xem cái chuyện gì nào. Hy vọng là chúng ta sẽ có câu trả lời luôn trong hôm nay. Xin chào, bác.
ตายโซคูเห็นเลยปะเปลี่ยนรู้เว้ยมึงจะโหลดซ่อนเพื่อแค่แบบผมรู้ว่านางคณาหมดแล้วเว้ยโอ้ยังไม่รู้เนี่ยคือโจมเนี่ยพ่อละเอวอ่ะโอ้ my god โอ้ my god ใครแม่งก็ท่องมาได้ด้วยวะกล้าตะโกนบอกรักน้องกูบ้าง Don't you dare พวกฝ่ายงานมาให้มึงมาขัดมาของวะทำไมอ่ะก็ลอยตาขีดกึ่งดัวกึ่งดัวพาร์ทเหรอเล่นเล่นเล่นดัวชื่อถือเสือได้ไม่กว่าสงพาร์ทล้วนเดือนวันหลีbút vé đi Phú Quốc hộ mình cái. Oh my god. Oh my god. Cái gì cái gì? What? What? Why the director đã từng vấn đề gì lắm đâu?Mẹ nó quay lại bây giờ. Tôi biết ngay. Anh chị, mẹ đạo diễn đừng có lừa đảo. Đéo tin cái này. Đéo thế. Đáng tin, mình không phải mới sinh ngày hôm qua đâu. Chuyện này không thể.Kiểu đang định bán những kiểu nó về yếu siêu. Oh my god. Các bạn, vi chùa. What the fuck? Một cái bàn mà toàn vi chùa là sao? Đéo thể hiểu được. Này thì các bạn sinh viên sống kiểu gì? Mình không hiểu tại sao mẹ một cái bàn mẹ như thế này mà cái căng tin trông nó yên tĩnh vậy.What là sao? Mình tưởng nó phải kiểu kiểu như là gì nhỉ? Drake nó ăn bánh mì ấy, xong rồi nó không thích ăn dưa leo, ý, cho nhỉ? Lấy ra rồi vứt xuống đất, xong rồi kiểu mấy bạn học sinh ấy, tầm 5-7 đứa nhìn, miếng dưa leo là của tao. ไม่ใช่มึงกูหมายน้อยพัดมันอยากจีบอ่ะแล้วแต่น้องกูแล้วกันแต่อยากจีบก็รีบจีบนะเหมือนช่วงนี้มันจะมีคนคุยไงก็ไม่รู้ใครวะเพิ่งนี่กันแล้วขอข้ามไปมันเฉลยสายได้ปะวะOi, thế là mình cũng sắp biết rồi. Yeah, mình cũng đang thắc mắc là cái gọi là gì nhỉ? Cái
Gọi là gì? Mentor là gì? Mentor của Pa là ai? Chúng ta sẽ biết trong tập này. Yes, maybe. Thế khả năng cao là in các bạn ạ. Chắc chắn các em phải đúng rồi nào thôi, khi là hạ sử dụng thái. Không biết ว่าอะไรแผลห้างแล้วเวลาเดินน่ะจะต้องมีคนประคองอย่างใกล้ชิดนะต้องให้แฟนช่วยประคองเดินหน่อยนึงหัวเราบีเครื่องห้องอ่ะตึกน้องบีอ่ะฉันเราสองคนคบกันยังไม่ตกใจเลยหรอจริงๆแล้วพอรู้อยู่แล้วอ่ะแต่ว่าที่บ้านนี่ไม่มีใครรู้ใช่ไหมรู้ก็บ้านแตกดิเฮียแล้วเฮียก็เป็นต้นเหตุทั้งหมดไม่ใช่หรอพี่เป็นต้นเหตุอะไรวะก็พี่เฮียย้ายไปอยู่บ้านมันน่ะผิดใจกันนิดหน่อยแต่เฮียเป็นคนไปขอลาออกเองเฮียมาว่านปานได้ไงเฮียพยายามจะไปสมัครหลายที่เลยมันก็ไม่ได้หมดอ่ะป้าประหารที่ไหนมาช่วยเฮียไหมผมขอถามอีกเรื่องนึงไอ้เรื่องที่พ่อไอ้พัดมันประมูลตัดหน้าบ้านเราอ่ะฟังที่ไหนมาเนี่ยฮะป้าพัดเนี่ยเขาไปได้ซัพพลายเออร์เจ้าถุงจากจีนก็เลยเสนอราคาให้ต่ำกว่าเฮียเป็นคนทำตัวเลขเองทำไมเฮียจะไม่รู้ถึงจะช่วยค่าป่ะป้ากับม้าเราสองคนเนี่ยเขารู้เรื่องทั้งหมดอยู่แล้วนะเอ้าเฮียแล้วเขาจะโกรธกันเรื่องอะไรอ่ะWow, thế bố mẹ của Paran, Pran và Pat chỉ kiểu nói thế để lừa bọn nhỏ thôi. Tại vì kiểu hàng đêm ông bà ấy, kể chuyện cổ tích cho Pat và Pran ấy. Một ngày nào đó, con hãy đâm thẳng ô tô vào nhà kia hộ mẹ nhé. Mẹ yêu con, tắt điện. Có một câu chuyện gì đó đằng sau các bạn ạ. Sợ quá đi. ยืนตรงนี้สายตาคงก็ไม่ได้หรอกเช็คดู không thể dễ thể được cứ bà 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 theo mình thấy thì khả năng là anh ấy các bạn ạ anh pa trời ơi mẹ của anh cưng còn phải test của anh nữa nó rõ như kiểu buổi trưa mẹ nắng chang chang luôn không biết nữa mình vẫn nghiêng về anh nhưng mà why cũng anh nào đừng nói với mình là hai ông bố yêu nhau thật nhá. Con cũng liên là nhà cha rồi. Còn mẹ cũng vẫn liên lên theo này. Mình đúng rồi, dối trá thôi bạn ạ. Cuộc đời của bạn chỉ là một sự dối trá. Chỉ có tình yêu của Pat dành cho bạn là thật thôi. Nhớ nhé. Surprise! Mình nghĩ chắc không phải là mẹ cãi nhau vì thích cùng một đứa khác chứ nó không thể là basic thế chứ. Mẹ Pan, mẹ Pran, tức là mẹ Pran cũng học cùng. Đúng rồi,
phòng mà. Vậy là đúng là mẹ Pran và bố Pat là có vấn đề gì đấy. Nói đi, bọn mình muốn nghe. Pran, in the house, let's go. À, đây là trường cấp 3, ok. Bọn em yêu nhau, phải cơ. Tin không? Hôn nhau cho xem này. Đẹp. Ủa sao bài hát này ở đây cũng biết vậy? Giữ tiền thừa. Bình sợ. Yes. Cái feeling nó kiểu sống quá. Amazing. Something happened. Chuyện gì đây? จนพ่อเธอน่ะได้ทุนไปเรียนต่อมหาลัยทุนไปเรียนต่อที่ไหนสักแห่งนี่แหละจะได้มีทุนบ่งอ่ะครูพอจะรู้เหตุผลไหมว่าทำไมเขาถึงไม่ถูกกันในวันนี้ไม่รู้ได้ยังไงล่ะมีปัญหาไม่กี่เรื่องหรอกเป็นแต่เรื่องรักๆคล้ายๆนี่แหละไม่เห็นมากี่คู่แล้วเลิกกันทีแทบไม่ขอผิด Maybe we chắc chín Hà vừa còn Hà cho quỷ quả Nhưng bên kia What the fuck cái gia đình này. Mình không nói là cái chuyện này nó không thể xảy ra, nhưng mà thực sự nó rất là hai anh em đều là BD luôn hả? Ok. Hay quá ha. Tiếp theo là gì? Jackie Chan sẽ không đánh nhau nữa đúng không? Và sẽ tham gia một bộ phim về múa ba lê. Chắc vậy. เราเซลล์สุดที่อยากอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาฝากขนมมาให้น้องอาหารอ่ะพี่รหัสเอาขนมมาให้ทานแทนไหนถ้าอิงดูมั้งอิงล่ะแกงเงยเมนเตอร์ดูมั้งcái màu phim nó đang để cho một cái cảnh hôn nhau hay gì đấy. Chết rồi, buồn tè quá. Xem nốt đoạn này nhá. Mình nhịn được. Trời ơi, mình thực sự nhịn được. Các bạn yên tâm. ทำไม
Nhưng Khao Bình Yên đấy ạ. Khi khi gặp Bình Yên cần chưa? Khi nghe hạt thầy ạ. Tại quả sẽ đây pha mà nè. Khi không phải tổng tiền cho phương khả năng này nè. Quả sẽ đây pha mà phải nói hả? Oh my god. Yes, mình đồng ý. Cậu đánh quá như một con chó vậy. Đi ra. Oh my god. Yes, yes. Jesus. Oh my god. Oh my god. Chúng ta có hai couple và anh chị sẽ kiểu chơi nhóm với nhau thì oh my god. À, chơi nhóm chứ không phải là gang bang. Nhưng mà amazing. Ok, ok, ok. Được rồi, chúng ta mình đi vệ sinh nha. Hay thế thật. Anh em yêu nhau. Mình không thể làm kiểu yên tâm được đấy. Nó sợ quá. Không vui được luôn ý. Trời ơi. Ok, chúng ta các bạn cái gì cái ảnh bìa tập phần 4 ấy trông sợ lắm. Đây này. Oh my god. Chết con mẹ nó mất. Lần này không chạy được các bạn ạ. Lên rồi. Đừng nói anh em thật nhé. Nhưng mà kiểu nói chung là Pat nó sẽ chơi trực diện là chắc chắn rồi. Chúng ta biết là Pat lúc nào nó cũng chơi trực diện luôn, nó sẽ không trốn tránh như Pran. Và nhưng mà thực sự là còn tận 10 phút nữa cơ. Mình nghĩ đợt sóng tiếp theo nó sẽ kiểu sợ vãi cả đời. Wow, chúng ta có cả cảnh nhặt hoa quả đây đúng không? Đó là một cảnh cần thiết. Và đẩy sẽ đẩy một mình. Thế thì khả năng cái cảnh đấy nó luôn ở tầm này rồi các bạn.
chắc chắn là bão bên này bị kinh hơn. Toàn chắc... mày mì rơi lại cả bạn đúng không? Toàn thế bạn phải sinh nhật cả ba lần chứ mày? Mẹ muốn là mẹ hả? Thế mẹ thảm bạn thì hôm nay nhận cái gì giặc phạm bạn em? Bạn gặp mày bên cưới cả ba lần chứ mày? Bạn quỳ cái này đủ nữa không? Tao bên fan nha. Tôi chưa, tôi chưa. แล้วทำไมพอทุกคนรู้ความจริงเราไม่ได้กันสักคนแต่บานก็รู้นะว่าบานเราบ้านนะรู้นี่ว่าบ้านรู้เป็นหน้ารังเกียจขี้โกงทั้งนู่นทั้งนู่นกูทำอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้แม่พูดอย่างนี้ก่อนหมู่บ้านตั้งแต่เด็กแล้วแล้วบานรู้แล้วทำไมบานถึงยังทำแม่เคยคบกันเคยทะเลาะกันอ่ะมันใช่หน้าที่บานปะที่บานจะต้องมารับผิดชอบความรู้สึกแม่ที่บานพูดเรื่องอะไรอ่ะkhông không phải là hai anh chị ý quen nhau ấy rồi chuyện khác nhưng mà bạn nó cao vô hoàn chỉnh như mình này chính là cảnh này các bạn. Bạn, bạn. Bây giờ anh chị sẽ bụi đời và hai anh bố Bart và mẹ Brian sẽ tự giải quyết riêng á. Chắc vì học bổng thôi, học bổng. Ba mày kìa. Mày giành quyền của chân phải. Cho nên làm cho chân nên không đi học tiếp mạch hạ lại. Chân cũng không đẹp để lưỡng phứn lương này được nè. Tại kìa mày yung gặp lô của chân còn. Chính hả? Anh cũng không phải là con đứa nào mà muốn làm cho ba anh phụng trái. Lê phụng trái mà ba la. Ê, nhưng mà cũng không phải là con đứa nào mà muốn làm cho ba anh phụng trái. Lê phụng trái mà ba la. Ê, nhưng mà cũng không phải là con đứa nào ว่าให้เกลียดบ้านฉันคนที่น่ารังเกียจที่สุดดราม่าช็อปยาดราม่าวายยาที่ผ่านต้องเกลียดกับปานปาเหรอแค่นี้เหรอปาเขาก็มีเรื่องอยากกลับไปแก้ไขกันเท่านั้นแหละป่านแก้ไขอะไรไม่ได้ก็เลยต้องลงพิพัฒน์นี่หรอพัฒน์ nói chung là kia mình thấy không biết có phải là như thế thật không nhưng cảm thấy bố Pat nó cũng thực sự thấy hối lỗi thế nên là chúng ta nhưng mà vẫn chưa cảm thấy là cái nét gì để fix được cái relationship của cái thế hệ trên. Chúng ta sẽ làm được. Chúng ta sẽ làm được. Ok. Chúng ta sẽ vượt qua. Ê... đang hôn điên rồi. Ờ, biết gì. Let's get the fuck away from me. Đi, 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 đi khỏi đây.
vậy là luôn kiểu điên rồ ấy chứ. Nói chung là tức là mình vẫn biết là nó sẽ hit, nó rất là mạnh ấy. Freedom. กูรู้นะกูแค่อยากอยู่เวลานี้ไว้ให้ได้นานที่สุดอ่ะขอจูบมึงได้ไหมmột cái loại niềm vui chóng vánh đúng không? Anh chị sẽ gọi là sống kiểu mình chỉ sẽ chỉ sống một lần ấy, và sẽ trong một khoảng thời gian ngắn, chắc khoảng 2 ngày một đêm mà. Thì mình rất sợ cái loại niềm vui đó nó sẽ kiểu bốc hơi bất cứ lúc nào, bởi vì cái vấn đề vẫn còn đấy ấy, và nó sẽ chúng ta phải chúng ta phải trực diện với nó thôi các bạn. Tại vì thì chúng ta mới có một cái kết quả nó lâu dài được chứ. Nhưng mà để nói thì trốn đi cũng là một cách rất là tốt để chúng ta bình tĩnh lại, và maybe là có thể nghĩ được có một cái giải pháp gì đấy trong cái hành. Ok, không biết nữa, tập sau thì mình đang không biết là chúng ta sẽ mong chờ điều gì ở tập sau. Mình hãy để cho bộ phim dẫn dắt đi. Ok, cuối cùng thì nếu bạn thích video hãy like và subscribe kênh mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye.